trong cái chỗ mình đang sống đó, cho các bạn xem. Mọi người theo chân mình nha. Đi giờ mình đi chạy qua nhà của một người bạn. Anh cắt cái nhà xong rồi, bây giờ anh có mướn mấy tụi contractor vô install cái nền gỗ với cái cầu thang. Mình sẽ chạy qua đó cho các bạn xem cái nhà của tụi nó sửa nhà cái cách nào. Hôm nay hai vợ chồng của anh cũng bay từ New York xuống đây để inspect coi nó có làm xong chưa, có được hài lòng không. Tụi này cái tụi contract thì nó làm cho cái tụi dealer, tụi builder nên cách nó làm cũng rất là đẹp. Họ warranty những có hư hại gì họ sẽ sửa lại hết. Và thằng này nó cũng làm nhiều chỗ rồi, nếu các bạn nào có build nhà thì mấy cái crown molding giống như nền gỗ rồi cầu thang crown molding thì không cần phải kêu tụi builder nó build, tại mình đi qua builder thì nó ăn mình cái giá rất là cao. Mình nếu mình đi qua cái tụi subcontract kiểu này thì mình save, mình tiết kiệm được cũng khoảng chừng 30-40% tiền vật liệu với tiền công. Thì từ nhà mình qua nhà anh cũng khoảng chừng chưa tới cây số, cũng kém kém cây số thôi, chạy xe thì khoảng 2-3 phút tới rồi. Cũng cùng một khu luôn quá, mà tại cái khu của mình là khu phần 1 thì mình giờ vô mình ở lâu rồi, khu của anh là khu phần 2. Phần 2 tiếng Anh là phase 2, phase 2 nghĩa là khi nó vừa xây xong một khu 1 thì nó sẽ biết tiếp bước vô xây khu 2. Thì cái vùng chỗ này thì khu 2 nè. Thì trong một khu thì nó chia ra 4 khu nhỏ nhỏ khác nhau. Mỗi một khu thì nó có cái loại nhà khác nhau. Mỗi một khu á thì nó có 4 loại nhà khác nhau, mà 4 khu thì nó có tất cả như trong này nó có 25 mẫu nhà cho mình được chọn. Mỗi tùy theo nhà lớn nhà nhỏ thì họ sẽ cho mình quyền lựa chọn trong ở trong cái khu nào. Thì mỗi một khu đó thì cái nhà lớn thì cái vùng đất cái nền nhà thì nó sẽ lớn hơn thì đương nhiên cái giá nhà nó cũng tương đối cao hơn. Giờ là nhà của anh không, để mình chạy vô nữa mọi cái xem mình sao nó sửa ngày hôm qua, nó làm hôm qua không biết làm tới đâu rồi, để mình vô coi thử. Đông nó sẽ làm giống họ xây gạch ống, cái họ lên stucco giống như họ tô xi măng lên đó. Thì phần trước họ có cái cẩn gạch kiểu giống như kiểu này thế này đó. Morning các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà của một người bạn thân của mình mới vừa xây xong. Thì hôm trước mình có quay ở phía ngoài khi nhà đã đang làm và để hoàn thiện, và hôm nay đã gần hoàn thiện rồi. Ở trong thì nó cũng tương đối hoàn thiện mà cũng chỉ còn một vài chi tiết nữa để làm xong. Thì cái phần cuối là họ sẽ làm cái cầu thang với cái nền lại bằng gỗ. Thì hôm nay mình sẽ quay một phần của cái nhà để giới thiệu cho các bạn nhà ở Mỹ họ xây những như thế nào và có những gì để cho các bạn xem. Thì các bạn hãy theo chân mình nhé. Đây là căn nhà, đây là phía ngoài của cái căn nhà. Thì ở trong mình sẽ đi vào trong để giới thiệu cho các bạn. Nó có nhà này nó có
5 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Hơn 3.500 square feet để cho các bạn xem. Thì vậy à. Nói trước nha, nhà này mình chỉ đột nhập vô cho các bạn xem thôi chứ bình thường không cho vô bây giờ. Mình chỉ đột nhập căn nhà thôi, tại giờ ảnh cho mình có mật mã của cái số của cái garage, mình vô đường garage cho các bạn xem thôi chứ bình thường là không ai được vô đây hết. Thì nhà cũng đang vừa xây xong, thì tụi contractor nó đang làm cái nền nhà, không rồi mình vô mình cho các bạn xem đây. Thì đường này đi vô đường garage, mới vừa vô thì nó có một cái phòng ngủ. Thì hồi xưa ảnh làm cái nền gạch này sao, thì khi close cái nền gạch này họ làm, họ lót gạch cho mình bằng tụi broker nó làm gạch này. Thì ở trên này thì anh sẽ đóng cái crown molding thì mình làm khi mình mua nhà thì mình đóng cái crown molding sau để cho tụi broker nó làm thì nó hơi mắc tiền tí, thì mình làm sao mình mướn ngân thợ làm sao thì nó rẻ hơn nhiều, có thể mình tiết kiệm được khoảng chừng 30% tới 40% cái tiền nếu mình làm qua broker. Yeah. Tất cả nhà là đóng crown molding hết, toàn bị cái nhà luôn. Cái cầu thang này nó còn hơi bị bộn tí tại họ chưa làm cầu thang xong. Đi vô thì nó có cái phòng này là giống như cái phòng ăn. Yeah. Nóc nhà này. Cái phòng ăn này có cái phòng family room này giống như cái chỗ gia đình tập hợp cuối tuần rồi ăn chơi nhậu nhẹt, cái hát karaoke thì nằm đây. Thì phía kia sang phía bên tay trái này nó có cái nhà bếp, thì hai vợ chồng ảnh cũng option cái nhà này rất nhiều. Chỗ này cái nhà bếp nó có cái chỗ để cái phòng cái bàn ăn đây nè. Vậy chi chứ các bạn tại nhà chưa có trang trí nên không thấy các bạn ăn. Vậy nhà nó còn trống lỏng mà nó chưa có gì chân, thì anh chỉ sẵn dời xuống đó chứ đây. Anh nào có tiểu ban khác anh chỉ sẵn dời xuống như chưa có xuống không. Thì khi nhà xong thì anh có thể xuống. Phía sau sân nhà này nó có một cái chỗ đi chơi outside kitchen. Anh sẽ build cái outside kitchen để nấu đồ ăn đây. Thì điện ga đồ nước là nó sẽ đưa đến hết, sau này mình sẽ build một cái kitchen ngoài đó. Cái sân phía sau này là cái option để anh sau này anh build một cái outdoor kitchen ngoài này để nấu ăn ở ngoài trời ấy, mình không có bị hôi nhà ở cái này. Sân sau này thì anh làm cái này ra cũng mấy feet mà cái này cũng sân cỏ cũng còn rất là rộng. Bên kia là nhà hàng xóm người ta. Bên sau này bên kia nó cũng có cái miếu đi bên đó là riêng biệt, là nó đây xây một cái tường lên á. Bên kia là cái khu rừng nhà hàng xóm. Phần đất thì họ chỉ được quyền xây 80% của khu chu vi nguyên cái phần đất thôi, chứ ở Mỹ này là luật nó vậy phải không, mình chỉ xây được 80% cái phần đất này thôi, 20% thì là để không để phòng người như lỡ có chuyện này chuyện kia nó an toàn. Nhà ở đây đặt có một cái là họ làm bằng máy ngói hết nha, còn mấy cái cửa sổ này nó kia bằng energy saver. Mình nhìn vô con gái là ban ngày nắng lên ở ngoài nhìn vô không thấy. Trên lầu thì họ sẽ đang làm lót nền gỗ. Cái này thì cái cầu thang này sẽ ra đập banh ra làm lại hết. Thì trên cái cầu thang này nó có cái vùng bên này họ sẽ gắn cái chandelier, thì anh muốn gắn chandelier gắn lại cái đèn này.
thì họ đang lót gỗ cái này gần xong, cũng chưa xong luôn. Họ còn lại clean up. Trong phòng ngủ master nó có cái master bed. Cái master bed rất là rộng không? Bên này nó có cái phòng tắm lớn nè. Rồi cái phòng tắm nằm. Bên này thì có cái vanity cho phái nữ ở này. Phái nữ thường thường có cái bàn làm mà bằng phấn á, thì nó hơi dài một tí. Còn con nam thì hơi ngắn chứ. Từ bathroom, master bathroom ra cái master bath thì nó có cả hai cái tủ quần áo, bên nam bên nữ, for his and her. Này chắc his rồi, her là bên nam rộng tí, phải nữ lúc nào cũng đồ đạc nhiều, nó phải làm cái closet cho phải nữ rộng hơn, lúc nào cũng gì. Cái master lúc nào nó cũng nhìn ra phía sau này, cái sân vườn phía sau á. Yeah, ngoài cái master bedroom nó có một cái loft giống như chỗ chơi á, trên lầu. Mình có thể để cái sofa ở đây, rồi tivi bên kia. Rồi kế bên nó cũng có cái bedroom. Bedroom với cái bath thì nó share phải không? Với cái bồn tắm đứng. Kế bên này cũng có phòng ngủ nè, phòng ngủ này làm xong rồi. Nền này mới làm sao nha, hồi xưa thì chưa có cái nền, chưa làm chứ để gỗ bình thường thôi này. Mướn contractor vô làm cái nền sao. Trong này cũng có cái closet rất là lớn, nguyên cái tường luôn, nó chạy từ bên đây qua đây là rất rộng. Đây là cái phòng giặt. Máy giặt máy sấy. Đây là cái phòng ngủ. Thì phòng ngủ này nó có hai chỗ này, nó có hai cái phòng ngủ. Cũng có cái walk-in closet đàng hoàng luôn nha. Này cái walk-in closet nè. Có hai phòng ngủ, bên đó này có cái phòng tắm. Thì cái phòng ngủ này, hai phòng ngủ này nó share phòng tắm đó nha. Giống như cho hai thằng nhóc ở này, và hai đứa con gái và hai đứa con trai, rồi nó share cái bát bên này. Cũng chưa clean nè, nó hơi dơ một tí, tại đang làm luôn. Đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ thì nhìn ra phía trước, ở phía ngoài này. Toàn cảnh cái phía trước nè. Thì tính tất cả hết cái nhà này 5 phòng ngủ 4 phòng tắm, mà ở trên lầu thì nó có 4 phòng ngủ. Trên lầu này tất cả là có 4 phòng ngủ với một cái loft để chơi. Loft này rộng lắm à. Bị ngang khoảng 17 feet, bị dài khoảng 2 mấy feet đó. Để mình tắt đèn đi xuống đó. Cái master
master bedroom thì nó có cái double door đây, nó có hai cái cửa không này. Họ đang làm mà phải lấy cái này cái cửa này ra mới làm được. Chắc từng này thì họ sẽ làm cái cầu thang. Khi cái cầu thang xong thì cái nhà đó hoàn thiện. Dưới này họ làm cũng còn gỗ với giấy tờ. Mấy cái thùng giấy này họ đựng gỗ á, nó còn để đây. Phía bên tay phải này cũng có cái phòng tắm. Kế vô đây thì nó có cái phòng giặt, giặt đồ. Đó, phòng giặt đồ nè, máy giặt, máy sấy. Đây cái phòng ngủ nữa. Đây cái walk-in closet nè. Cái tủ quần áo mà mình đi thẳng vô luôn, trao vô trong. Đây cái phòng ngủ này nó kêu bằng qua được đua rồi, giống như là hai phòng ngủ mà nó share một cái bathroom chung này, giống như có hai đứa con gái và hai đứa con trai thì nó sẽ ở cái phòng này được. Tại cái bathroom này cho hai người, hai phòng ngủ mà nó share. Phòng ngủ nè. Thì nền gỗ này thì ảnh mới mướn người ta đóng nền gỗ này sau này. Thì như cái crab molding là mình mướn người ta đóng sau nè. Nó đóng nguyên nhà luôn. Đó. Nó work in closet. Để cho con nhìn cuối nè. Cầu thang này cũng mướn người ta đóng sau này mới làm sao.
xuống cầu thang nó bên này cũng có cái phòng khách như thế, người ta mới vô nhà thì ta ngồi đây. Cửa nè, cửa cái có hai cái to với cái cửa kính trước không. Bên này bên tay trái này thì có chỗ bùng binh để làm cái ghế sofa để ngồi chơi phải không. Thì bên đây là có cái nhà ăn, là cái dining room với cái dining room là cái phòng ăn đó. Phòng ăn thì nó nhìn thẳng qua cái family room, bên kia là cái phòng gia đình thì để tivi sofa, thì nhìn thẳng qua bên kia á là cái nhà bếp. Vợ chồng cũng thích buổi sáng là đến làm cái white kitchen, cabinet màu trắng rất là đẹp, sáng sủa. Nhà bếp, cái này là họ cho free nha. Cái này là cái khi mình mua nhà thì mấy cái tủ lạnh này nó include với mình. Cái bếp này thì mình có thể include, còn option thì cái này là option này. Cái máy hút bụi, cái máy hút hơi thì nó option, cái cap màu trắng thì option. Còn cái máy microwave là cái nó cho mình không cần phải trả tiền. Máy rửa chén thì cũng vậy. Gạch này thì chắc chắn là nó option lên này, nó trả thêm tiền để lấy cái gạch màu theo mình ý muốn của mình không. Dưới lầu này cũng có nhà bếp, phòng chơi, family room, dining room. Bên này là cái phòng khách nhỏ nhỏ, cái khách ở ngoài vô thì ở ngoài đây. Thì bên này cũng có một cái phòng ngủ, phòng ngủ để cho khách. Này là cái guest room, này guest room nó nằm đây. Ở lầu 1 thì có cái guest room, một phòng thôi. Cũng có cái closet bên đó. Chạy qua cái hướng nhỏ nhỏ này bên này thì nó cũng có cái closet nè. Này là cái bathroom dưới lầu 1. Nên option gạt lên tới cái nóc luôn đi. Cái này đó rất là đẹp. Cái gì ngoài vậy? Đây là cái garage đậu hai đứa chiếc xe. Đây đậu hai chiếc xe này.